chúc mừng. Còn anh ấy thì nấp trong một xó. Chào anh em nha. Đi bán cắm chim anh em ơi. Mưa bên Hòa Đồng Nai mưa khiếp thật. Trời, bây giờ còn đang nghịt luôn anh em ạ. À, xe tố nồi lửa ok luôn bạn nhé. Tố đen như mực. Trời này có chạy bên tại sướng lên em ạ, ngập hết đường. Anh Cam Hiền Đồng Nai mà em hỏi câu có Cam Hiền không, em hỏi kiểu gì kỳ với em. Em đang chơi nhau đấy à. Hạt đầm đắng nó sẽ lên lửa nhanh hơn hạt sắp tố em nhé. Đường ngập này. Chào anh Mệt Tiền nhé. Hai cái đó kết hợp lại nha, xin Trần. Chào Quang Địa. Đi kiếm tiền về mua đất em ơi. Theo bà ơi. Em đi bán cắm chim mà anh Sáu ơi. Nay chở cốp cám đi bán. Giờ về xưởng lấy cốp khác. Dạ Minh Quân anh đi ba con em. Em còn một phần này. Em đủ bản lĩnh thì em sẽ bán lại cho em nhé. Nói là phải nói cho đủ bản lĩnh thì hãy nói, hiểu không? Nếu em đủ bản lĩnh thực sự móc máy alo anh. Không có gì là không bán cả, hiểu không? Quan trọng là tiền, bao nhiêu tiền. Anh mua 500 triệu mà em nhét vô anh 1 tỷ coi thử anh bán không? Bán liền, đúng không? Đi bán cám anh em ơi, đi bán cắp chim. Thank you.
À con chăn trâu thay lông hết rồi em ạ. Có cái gì mà không bán. Kể cả nhà đang ở đấy, mình mua là 20 mấy tỷ đấy, anh em trả mình 30 tỷ bán luôn. Cái gì cũng bán đấy, ra tiền là bán hết. Trừ vợ con là không bán. Chào anh em nha. Xã hội này cái gì cũng phải bán anh em ạ. Đến lúc thì cái gì cũng phải bán. Có lời là bán hết. Đừng có bán những cái vô đạo đức là được. Còn lại cái gì mà thuộc về tài sản của mình là mình bán được hết. Bán chim, bán nhà, bán xe, không? Cứ có lời là bán. Chào anh em nhé. Đồng Nai hôm nay mưa quá anh em ạ. Anh em nhìn thời tiết đường xá như thế này nên thui thui lùi này, anh em không? Đấy. Mưa không thấy đường chạy luôn này. Xe là cái kiếng cái phim này nó sáng mai anh bay ra biển ơi, sáng mai 7 giờ 8 giờ 15 là anh có mặt sân bay nè. Đi ship cắm chim em ạ. Ôi bàn 6 căn nhà rồi, bàn ở nhà đi, bữa bàn đi, bàn khóc hoài. Mình đang đi kiếm tiền để dẫn anh em đi chơi. Anh em bình luận ngắn ngắn thôi, anh em bình luận dài quá mình lấy xe, mà anh em bình luận dài quá mình đọc đâu có được. Sắc tố thì đang cháy thật, làm không kịp anh em ạ, đang nợ đơn nhiều lắm. Mùa này nó mùa thanh long mà, cứ năm nào mà mùa thanh long thì anh em cũng đổ qua Cam Hiệp để thanh long cho đẹp, xong long rồi anh em muốn làm gì thì làm, hiểu không? Em còn bốn bịt xe thoải mái. Mai mình sẽ bay ra Hà Bắc nhé, anh em nào ở Từ Sơn thì anh em mình đi uống cà phê nhé, mình thì ra chơi thôi. Chuyến này đừng hòng một cuốc một chân nữa mà mệt. Chuyến này anh em đừng hòng là cuốc vào chân mình được nữa mà mệt, mình thất luôn đấy. Em ơi, nghe bảo ngoài Bắc đang mưa lần nữa, em giặt cho anh cái áo khoác nhé, em giặt em sấy lên cho anh cái áo khoác nhé. Em ơi giặt sấy cho anh cái áo khoác nhá, thằng Bình nó mới bảo ngoài Bắc đang mưa lần đấy, để mai sáng mai anh đi không có áo khoác ra còn đấy là lần. Anh Hiếu đi chơi, anh Hiếu ơi qua xưởng em chở đi chơi, qua xưởng chở đi chơi. Đám cưới anh người ta đến chúc mừng. Anh chào Tống Khải Hoàn nhé, chào anh em, chào Thúc nha. Giờ thì trời mưa này thì có đi bán cơm chim thôi anh em ạ. Đi bán cơm chim thôi, cứ mùa này anh em ủng hộ nhiều thì mình cũng phải
nhiệt tình với anh em, thấy không? Bán cơm chim đã. Cứ tà tà bán cơm chim tối làm lô đất, bán lô đất là ngon. Cứ ngày đi lên, ngày đi bán tấn cơm chim tối đi, hai ba ngày tuần tháng làm lô hai lô đất nữa, cứ mua đi bán lại vậy lời 100-200 lô cũng được, múc lô nào nhiều thì vài trăm cũng được. Anh có mấy con thì anh có tầm hơn chục con em ạ, anh có hơn chục con chim thi. Đi Bình Dương anh Hiếu ơi, đi Bình Dương ăn thịt ngựa. Đang xuống xưởng bóc cám đây. Đi Bình Dương Huy Tống ơi. Đi ăn thịt ngựa không? Đi ăn thịt ngựa phi xe qua vứt bên nhà anh đi, anh chạy xuống xưởng anh bóc cám xong anh quay về anh đón. Qua bên đó em giao lưu với đô bất tử của chồng Ngọc Thanh. Cho em uống khi nào say quẹo thì anh trở về. Đâu mặt đỏ đâu, em nghe anh bỏ dầu rồi sao mà mặt đỏ, mặt đỏ sao lấy xe em. Bội có luôn, anh nào là cả chim bội cũng bảo mình nha. Sáng mai em mới bay ra anh Duy ơi. Không, Bắc Ninh mình ra thôi. Mình đố anh em mà dạy Bắc Ninh mà cuốc mình được một cuốc ấy. Mình đố cái dạy Bắc Ninh này mà cuốc mình được ấy. Mình tài luôn ấy. Riêng dạy nào dạy Bắc Ninh này thất đố luôn ấy. Cuốc được mới tài. Đừng hòng quốc được mình nữa, tình này khó quốc lắm. Giờ phải đi đội xe cám lấy tiền mới có tiền đi ra Bắc Ninh anh em ạ. Tiền đâu mà đi. Trời đen thui dữ. Em bỏ nhau rồi, em đang uống thuốc ù tai mà tai tối lại nó cứ e trong tai vậy. Còn kêu không ta, bây giờ nó còn kêu rồi anh em. Mình giơ hai cái tay mà mình dám lại á thì mình nghe nó e trong tai nhỏ nhỏ, cái kiểu e trong tai nhỏ nhỏ vậy. Mấy bữa nó kêu to mà đợt này có đi chích cái kia nó đỡ rồi. Bữa thêm mà mình hay bấm huyệt đây nè.
chết thật. Đến Ngọc Thanh ạ. Rồi thêm một đơn hàng là đặng nữa này. Giúp Quân Quân, thấy không? Anh em đi nè. Đó. Thêm một đơn hàng mấy ngàn gói này. Mùa này anh em ủng hộ nhiều, thấy không? Toàn new với sắc tố và đậm đặc thôi. Alo. Em nghe. Má giờ để đi lấy lua cái tivi nó lười bữa giờ. Để em lắp một cái bên phòng em nằm coi World Cup cho bên phòng vợ em nó đâu cho coi đâu. Em làm gì mà sờ nóc nhà anh? Nhà có nóc nhà em là cái cột mà cột sập thì nóc sập chứ gì mà sờ anh? Sáng mai anh bay ra Bắc Ninh em. Sáng mai mới bay ra. Giờ mà đi bán mân cám có tiền là mới bay ra được. Thấy không? À, sông Long thì em đổi Lê Quyệt cho báo. Em sông Long em thích là em đổi thôi. Còn không em để về em chăm thôi. Không cần đổi. Nha. Duy Gia có đi Bắc Ninh không Duy Gia? Không ai bán cám chim nhưng ngoài là bán con chim anh ạ. Anh Giao Bình Dương là các bạn lâu giờ mới à, chiều mai mới xuống à? Ok mai gặp, sáng mai anh bay ra. Nhưng mà đợt này ra thì con uống điều rồi, đợt này ra là quyết tâm uống nước suối nha anh em. Ờ, ngoài Bắc giờ VIP đâu ra nữa, cũng yêu tới rồi mấy con nói chứ mấy. Đã là stream cho anh em, đã làm streamer cho anh em, thấy không?
Dạ, em cảm ơn anh Tâm Hương nha. Vô 20 con là em cầm về nha chú Giang. Em cũng cố gắng em vô được 20 con. Mà chỗ này ra em phải cuốc lại. Thấy không? Không cho anh em cuốc mình mà mình phải cuốc lại. À, mưa, trăm đời chắc. Mình coi bóng đá một cái phòng riêng cho nó sướng, thấy không? Em có coi anh đăng clip con cà tưng lên chưa? Mày nghịch nó ché mầm. Ở đây để đi bắt về cho đi trần. Cho chiến trần. Anh đi bán cám chim anh em ơi. Kiếm chim mới có tiền đi bắt được. Nhưng mà cái con cà tưng đấy là đeo lên dàn là nó đánh bế bên một tiếng đầu là nó đánh trầm à, duy gia sao bữa ở ngoài Nghệ An thì anh treo lên nó đánh ghê ta. Đợt Nghệ An nó treo lên là nó phang luôn, không có trầm gì cả. Anh chào Dũng Tên nhá, Dũng Tên nhắn lên tài khoản anh chuyển tiền game nhá. Hay là muốn gom một lần. Có khi anh đã trúng game anh từ nờ đấy. Giải tới đây mà không rớt lông anh cho đánh giải ô tô thế này sợ rớt lông thôi. Anh đi bánh cám em ơi. Ui, con viết ngắn ngắn thôi chứ chú lái xe con viết cửa đó thôi chú đọc kiểu gì được. Mai mới bay Hà Nội anh em ạ. Mình đang chở cám qua nhá, tại mai với mốt là mình ngày kia mình đi ngoài Bắc hết 4-5 ngày nên là phải tranh thủ để chở cám qua.
đường vô xưởng nhà mình đâu, đường khu công nghiệp nữa nó kẹt mưa em ạ. Đây này mưa còn đường xá thì đông nghẹt. Hiệp Đồng Nai tiệm bán 100 gà có. Tùy người ta lời nhiều lời ít thôi. Còn riêng cam Hiệp Đồng Nai thì anh em biết thì đó, tất cả trên bao bì đều có tem chống hàng giả của Bộ Công an này, mã vạch quốc gia này, mã QR này. Anh em có cái chỗ nào mà được như mình không? Mà sau cú vấp là mình phải trưởng thành lên nhá. Mình lấy lại những gì mà thuộc về mình. Đó. Anh em thấy bây giờ thì thương hiệu Hiệp Đồng Nai bây giờ anh em thấy rồi đó. Bóc càng cửa trước cửa sau cô. Dạ cửa trước. Mở cửa đi tới đây. Trời ạ. Chào anh Út Râu nha. Cho nó bán chiếc này nữa. Trương ơi, Trương ơi. Bo cái lá đít lắng ở đây xuống cái đồ để máy bò rồi tôi sẽ đẩy luôn cái lá Trương. Áo mướm không? Mặc áo mướm không? Nên đợi mình xíu nhé.
Hãy subscribe.